Từ quả đá phạt của Kevin De Bruyne, John Stones bật cao hơn tất cả, lắc cái đầu đầy điệu nghệ, khiến Aaron Ramsdale dù đã vươn hết cỡ, song vẫn không thể ngăn cản trái bóng đi vào lưới. Bàn thắng ấy được thực hiện bởi một khoảng cách rất nhỏ, chỉ tính bằng mm giữa ranh giới việt vị. Song, pha lập công đó lại tạo nên bước ngoặt cực lớn trong trận đại chiến sinh tử giữa hai câu lạc bộ, để giúp Man City vượt mặt Arsenal ở cuộc đua tới ngôi vô địch ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua. Đã gần một năm kể từ khoảnh khắc đáng nhớ này, The Citizens và pháo thủ lại chuẩn bị bước vào một cuộc so tài mang ý nghĩa 6 điểm khác, nơi mà kết quả chung cuộc sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tham vọng xưng vương của đôi bên. Nhưng khác với trận đấu năm ngoái, màn tái ngộ tới đây có thể chứng kiến một Man City yếu ớt đến lạ kỳ bởi họ đang gặp quá nhiều vấn đề về tình hình nhân sự, nơi mà hàng thủ trở thành cơn đau đầu dữ dội cho Pep Guardiola. Không quá khi nhận định rằng tập thể ấy đang bước vào cuộc đối đầu với Arsenal cùng với nỗi âu lo tột độ vì phải sống trong sợ hãi. Chẳng một ai nghi ngờ sức mạnh của Man City bởi họ là nhà vô địch 3 sân chơi lớn ở mùa bóng gần nhất. Chẳng ai đánh giá thấp những cầu thủ mà Guardiola đang có trong tay bởi họ gần như là những con người đứng đầu thế giới ở vị trí của mình. Tuy nhiên, đội bóng tưởng chừng như bất khả chiến bại đó lại đang trở nên cực kỳ mong manh, lại không thể hiện được bản lĩnh cùng với sự ổn định vốn đã làm nên thương hiệu bao mùa giải vừa qua. The Citizens mong manh là vì trước khi bước vào màn đại chiến với Arsenal ngày 31 tháng 3 tới, họ đang gần như toang cả hàng thủ. Những cái tên đã trở thành chốt chặn đáng tin cậy nơi đội hình của Guardiola như John Stones, Kai Walker, Manuel Akanji cùng với Ederson bây giờ đều đối diện với nguy cơ trở thành khán giả trong cuộc so tài ấy. Hãy thử tưởng tượng mà xem, đối đầu với một Arsenal đã toàn thắng cả 8 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh mà không có các ngôi sao kia, Man City làm thế nào để đứng vững được đây? Họ không thể ra sân với Ortega nơi khung thành, còn phía trên chỉ mình Diaz mang lại niềm tin, bên cạnh những Rico Lewis, Sergio Gomez quá trẻ trung và thiếu kinh nghiệm. Không có Ederson, Man City mất đi cái tên xuất sắc trong khung gỗ, người không chỉ xuất sắc ở các tình huống phản xạ mà còn rất chủ động với những tình huống băng ra xa khỏi khung thành. Đó là còn chưa kể thủ môn tới từ xứ Samba luôn rất giỏi với các pha phát động tấn công bằng đôi tay lẫn đôi chân. Còn Walker, anh đơn giản là cái tên không thể thiếu trong mỗi trận đánh lớn của The Citizens. Tuổi 33 đâu thể làm cầu thủ ấy chậm lại ở những lần leo biên tấn công hay là mỗi tình huống lui về phòng ngự. Tuổi tác chỉ càng tôn thêm đẳng cấp từ hậu vệ người Anh, một cầu thủ đầy sức mạnh và có thừa bản lĩnh chinh chiến. Tất nhiên là không thể bỏ qua vai trò mà Akanji tạo nên ở hàng thủ của đội bóng. Một cầu thủ có thể thi đấu ở vị trí trung vệ lệch trái, lệch phải, thậm chí là hậu vệ cánh, song đều đảm bảo tốt trọng trách được giao. Thiếu vắng cầu thủ người Thụy Sĩ, Pep Guardiola mất đi một cái tên đa năng nơi đội hình. Nhưng có lẽ người quan trọng hơn tất cả các cái tên đã nhắc đến là John Stones. Anh có thể không thường xuyên ghi bàn như Erling Haaland, không chuyền bóng đỉnh cao như Kevin De Bruyne, không giàu tốc độ như Kyle Walker. Song, anh là người luôn xuất hiện vào những thời khắc quyết định, mở ra bước ngoặt đưa đội nhà tới ngôi vô địch. Bạn còn nhớ hay là đã quên cú phá bóng ngay trên vạch vôi ở màn so tài giữa City và Liverpool mùa giải 2018-2019? Nhờ vào tình huống cứu thua chỉ vài mm ấy mà cuối mùa, nửa xanh thành Manchester lên ngôi với chỉ một điểm nhiều hơn The Kop. Mùa bóng vừa qua, cùng với khoảng cách chỉ vài mm, Stones đã ghi bàn giữa làn danh việt vị, giúp The Citizens hủy diệt Arsenal 4-1, rồi từ đó hiên ngang đến danh hiệu cao nhất tại ngoại hạng Anh. Stones luôn như thế, sắm vai người hùng trong các chiến tích vĩ đại của đội nhà. Một cái tên không chỉ hay ở vai trò trung vệ, mà còn xuất sắc trong cả nhiệm vụ tiền vệ phòng ngự lẫn khả năng tấn công. Khác với mùa giải trước đó, Man City bây giờ sẽ bước vào trận chung kết kia với nguy cơ toang cả hàng phòng ngự. Các cổ động viên của đội bóng này, những người từng hả hê vui sướng khi đội nhà chẳng mất bất cứ ai vì CAN Cup hay Asian Cup hồi đầu năm như bao đối thủ, thì bây giờ lại đang sống trong âu lo và cả sự sợ hãi bởi căn bệnh mà mọi đội bóng đều ám ảnh mang tên virus FIFA. Đó là còn chưa kể những ngôi sao thượng hạng như Erling Haaland, Kevin De Bruyne hay Bernardo Silva, hoặc là phải rời sân sớm khi lên đội tuyển quốc gia, hoặc là gặp chấn thương ngay trước thềm lên tuyển. Vấn đề mà họ gặp phải, dù không nghiêm trọng như là bốn cái tên tại hàng thủ, nhưng cũng chưa chắc chắn về khả năng ra sân ở trận đấu tới. Mọi thứ ập đến với Man City vào đúng thời khắc quyết định, ở chặng đường nước rút đầy quan trọng, nơi mà chỉ một lần sải chân cũng khiến họ có nguy cơ phải trả giá đắt bằng cả danh hiệu vào cuối mùa. Một trận đấu tại giải vô địch quốc gia, nhưng nó mang ý nghĩa chẳng khác nào là một trận chung kết. Vậy mà Pep Guardiola đang phải đối diện với bao khó khăn bủa vây. Cổ động viên City âu lo bởi họ biết rằng ngoài vấn đề nhân sự, đội bóng mà họ yêu mến cũng đang trình diễn một bộ mặt khá kém cỏi tại các trận cầu lớn thuộc giải ngoại hạng Anh.
kể từ đầu mùa. Ngoại trừ hai lần đánh bại người hàng xóm United, The Citizens đã không thắng nổi bất cứ đội bóng nào khác thuộc nhóm Big Six. Ngay kể cả các tập thể vốn chưa bao giờ được đề cao về sự ổn định như là Chelsea, thì Man City cũng chẳng khuất phục nổi. Thậm chí ở trận lượt về, nếu không có khoảnh khắc đột biến mang tên Rodri, thầy trò Guardiola có lẽ đã phải ôm hận ngay trên sân nhà khi hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương. Và hẳn các fan của City chưa quên thất bại đầy đớn đau mà họ phải nhận tại Emirates ở lượt đi. Một tập thể đầy dãy ngôi sao tấn công thượng hạng, một câu lạc bộ tưởng chừng như không thể gục ngã, rốt cuộc đã trắng tay khi rời London, nơi mà họ cả trận chỉ có duy nhất một lần dứt điểm trúng đích. Đó đều là những màn so tài nửa xanh thành Manchester gần như có trong tay đội hình mạnh nhất. Vậy nhưng, Erling Haaland đã tịt ngòi, còn hàng thủ của tập thể ấy đã thủng lưới. Giờ đây khi mà các ngôi sao thượng hạng đang bỏ ngỏ khả năng thi đấu, người hâm mộ của Man City sợ hãi, xem chừng cũng là điều dễ hiểu. Có thể với nhiều khán giả, Pep Guardiola luôn rất giỏi ở khả năng dụng binh, là thiên tài trong việc xoay sở với tình cảnh thiếu thốn về mặt nhân sự. Song, dù chiến lược gia ấy có xuất sắc cỡ nào đi nữa, cũng thật khó để ông khỏa lấp khoảng trống mênh mông nơi hàng phòng ngự. Nếu Ederson, Kai Walker, Manuel Akanji hay là John Stones chẳng thể ra sân. Thời gian tới trận cầu sinh tử ngày một gần, càng khiến cho những ai thuộc về The Citizens thêm âu lo và hồi hộp. Họ hiểu rằng đó là cuộc đối đầu mà mình không được phép thất bại. Nhưng với tình hình hiện tại thì xem chừng viễn cảnh ấy đang hiển hiện trước mắt nhiều fan của Man City. Virus FIFA đã thực sự càn quét đội bóng này, để giờ đây họ đang phải đối diện với cơn ác mộng còn lớn hơn cả thử thách mang tên Arsenal ở phía trước. Là bậc thầy về mặt chiến thuật, là cái tên vĩ đại của làng bóng đá, Pep Guardiola thừa hiểu là muốn thắng thì trước hết phải không thua. Đội bóng mà ông dẫn dắt cần ghi bàn, nhưng cần hơn hết là ngăn đối phương chọc thủng lưới của mình. Giờ thì nhà đương kim vô địch đang toang cả hàng thủ. Nó khiến cho cơn đau đầu của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha thêm kéo dài. Man City có thể đánh bại Arsenal, tất nhiên là như thế. Nhưng nếu Kyle Walker, John Stones, Manuel Akanji hay Ederson không kịp tái xuất, thì nửa xanh thành Manchester có lẽ sẽ bước vào cuộc đại chiến tới với tâm thế là sống trong sợ hãi. Một Arsenal đang dần trở lại với phong độ đỉnh cao sau nửa giữa mùa chệch choạc. Chưa kể là một Liverpool có tinh thần vô cùng cao trong mùa giải chia tay Jurgen Klopp. Man City đã bị Liverpool cầm chân đáng tiếc ở cuộc đại chiến cách đây 3 tuần. Và bây giờ khi virus FIFA tìm đến để bùa vây, không gì có thể đảm bảo một chiến thắng cho đội chủ sân Etihad. Mùa giải năm nay, Pep Guardiola cùng với đội bóng của mình đã hai lần gục ngã trước người trò cũ Mikel Arteta. Nếu như trận siêu cúp Anh có thể là do không may mắn, thì trận lượt đi bế tắc hoàn toàn tại Emirates là minh chứng cho thấy rằng The Citizens không còn dễ dàng mà áp đảo Arsenal như trong quá khứ. Pháo thủ đã khác rất nhiều, đã bản lĩnh, đã hiệu quả và đồng đều hơn sau mỗi cuộc chạm trán City. Nhưng người ta vẫn nói rằng quá tam ba bận. Liệu trong lần thứ 3 đối đầu ở mùa bóng năm nay, Guardiola có thể nở nụ cười chiến thắng hay là đội hình chắp vá kia sẽ lại khiến ông thầy chọc người Tây Ban Nha tiếp tục ôm hận và từ đó nhìn đối thủ ngày càng bỏ xa trên hành trình đến với ngai vàng giải đấu. Hãy nhớ bấm like, subscribe kênh và click vào thông báo để theo dõi các video mới nhất của bên mình nhé!